Chào các bạn, ở đây mình đang có một cái phụ kiện mới dành cho iPhone. Tức là chúng ta có thể sử dụng chung với iPhone 4S trở lên thì nó có hỗ trợ Bluetooth và nó kết nối trực tiếp với điện thoại thông qua một cái dắt ở phía bên trong hộp. Cái phụ kiện Expo Smart này là một cái sản phẩm của hãng Nox. Nox là một cái hãng chuyên sản xuất phụ kiện của Úc dành cho những cái xe đạp. Thì bây giờ nó có thêm phụ kiện dành cho iPhone nữa. Với sản phẩm này chúng ta sẽ có một số những cái thông tin ở phía đằng sau hộp, như là ở đây có pin lipo có thể sạc lại được. Chúng ta có 3 chế độ đèn khác nhau và cái color term của nó là vào khoảng 3950 Kelvin. Tức là cái nhiệt độ màu là 3950. Và nó có 3 chế độ chúng ta có thể sử dụng trong vòng 70 phút đối với chế độ low mode và 20 phút đối với chế độ high. Và nó hoàn toàn tương thích với những cái điện thoại của Apple, những cái iPhone. Và chúng ta sẽ mở ra cho bên trong nó có những cái gì. Rồi, đây là phần bên trong thì chúng ta sẽ bao gồm có cái tài liệu hướng dẫn kèm theo. Thì trong này nó có hướng dẫn rất là kỹ. Chúng ta có 3 chế độ là high mode nè, medium và low. Thì cái thời gian tương tự như vậy sẽ giảm từ 70 xuống còn 20, 20, 40 và 70. Ở trong hộp chúng ta sẽ có những phụ kiện như thế này. Đây là cái phụ kiện chính của chúng ta. Ở bên trong sẽ có những cái chốt, những cái khía để chúng ta có thể gắn vào. Ở đây có một cọng dây micro USB để chúng ta có sạc lại cho cái phụ kiện, và một cái dây đeo để các bạn có thể móc vào đâu đó trong chìa khóa hoặc là nơi nào mà các bạn muốn. Rồi, mấy cái này mình sẽ dẹp qua một bên, nó không quan trọng lắm. Đây là cái quan trọng hơn. Như mình nói lúc nãy thì cái này có thể sử dụng chung với lại cái chân 30 pin hoặc là những cái cổng lightning. Thì sử dụng như thế nào? Tức là sẽ gắn nó lên cái chân phía bên dưới này. Đó, đây. Rồi, khi mà các bạn không muốn dùng nữa thì mình rút ra và chúng ta chuyển đổi. Thì ở đây có hỗ trợ Bluetooth. Nhưng mà riêng mình thì mình không thích sử dụng Bluetooth trên cái sản phẩm này. Mình thích gắn nó trực tiếp vào trong điện thoại hay hơn. Gắn nó vào như thế này. Đó, thì nó có hai mặt, một mặt á, là có một cái đèn LED để chúng ta biết được rằng nó có hoạt động hoặc là nó có trong tình trạng sạc pin hay không. Ở đây có logo Expo. Rồi ở mặt sau á, thì nó lại có 9 cái đèn LED, và 9 cái đèn LED này khá là mạnh, độ sáng của nó lên đến 130 lumen lần. Ở phía bên dưới thì có một cái khe nhỏ để chúng ta có thể lòn cái dây. Rồi ở đây thì có cổng micro USB để các bạn có thể sạc lại cho sản phẩm. Ở phía bên trên nó có một cái phím nguồn. Khi mà các bạn dùng cái ứng dụng này, chúng ta sẽ sử dụng một cái ứng dụng tên là Expo Smart do Expo họ làm. Thì bấm vào cái trong ứng dụng này chúng ta sẽ điều khiển cái đèn này tốt hơn. Đó, cái nó Bluetooth hoặc là những cái đường gần. Nhưng mà mình lại không thích sử dụng trên cái này lắm, tại vì nó không giống như giao diện gốc rồi, không có gì đặc biệt cả. Chỉ có một điểm là ở trong cái này nó có thể chỉnh được white balance thôi. Đó, cái hộp của mình này có thể kéo thành màu xanh hoặc là màu vàng tùy theo ý mình. Và để auto contrast gì đó. Như vậy thôi. Đó, cái độ sáng ở phía đằng sau này, mấy cái đèn này nó rất là mạnh và mình sẽ không có đưa trực tiếp về phía ống kính, tại vì nó khá là mạnh và nó sẽ làm chói mắt các bạn. Chính cái đèn này chúng ta có thể bấm vào cái nút ở chỗ này, mình sẽ tắt cho các bạn xem. Đó, mình sẽ bấm như thế này để mình chỉnh cái độ sáng của nó. Tùy thuộc vào các bạn muốn cái độ sáng như thế nào, chúng ta có thể bấm. Đó, hai này, medium và low. Thì low này nếu mà các bạn sạc đủ pin đó thì nó có thể sử dụng được trong vòng 70 phút. Còn với 2 thì khoảng 20 phút thôi. Đó. Thì mình thấy rằng cái này nó rất là hữu ích để chúng ta có thể chụp ảnh hoặc là quay video vào ban đêm. Giống như bây giờ mình sẽ chụp cái chỗ này. Nó rất là tối và mình không thể chụp được. Thì mình chỉ cần bấm cái này nó lớn lên một tí. Nó sẽ có đủ nguồn sáng, mình chỉ việc để cái này vào chụp thôi. Còn nếu mà các bạn muốn sử dụng thông qua Bluetooth thì chỉ việc nhấn cái này giữ và nó sẽ phát ra tín hiệu Bluetooth để cho cái máy này nó bắt. Tuy nhiên mình không khuyến khích cái này, tại vì nó sẽ làm lệch cái hướng sáng và nó không đúng ý đồ của chúng ta. Thì cái sản phẩm này được bán tại Mai Nguyên với mức giá là 1.560.000 và được bảo hành chính hãng của Expo tại Việt Nam. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.